Kinh tế gia đình thất bát, người đàn ông trượt dài trong hơi men. Rượu đã bắt đầu điều khiển mọi hành vi. Đánh vợ, chửi con, mâu thuẫn gia đình cũng đã bị đẩy lên đỉnh điểm. Sai lầm cũng đã nối tiếp sai lầm. Những cơn tức giận ngự trị khiến cho con người có những hành động vô nhân tính. Con nhà mình cái bà ơi, kệ nó đi. Đây là khoảng thời gian thư thả nhất của vợ chồng ông Đặng Văn Phước, ngụ tại xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Bởi việc đồng án đã xong, vườn cây ăn quả thì chưa tới mùa thu hoạch. Cái không gian yên bình ấy đã bị phá vỡ bởi tiếng gọi của chú Năm hàng xóm. Tôi nghe bà Tám lên là 17 tuổi nữa. Cái gì? Bà Tám lên là 17 tuổi. Ai gọi với mày? Bà Tám. Điện thoại đeo kìa, ông nghe coi. Gì mà la từ từ coi. Nghe. Cái gì? Bà Tám bê hụi hả? Có phải không? Ai nói? Thật hả? Vậy là tan hết rồi, tiêu hết rồi. Trời ơi, thôi chưa? Trời ơi là trời, tại sao bây giờ chồng có nhiêu năm tích lũy? Bây giờ tiêu tan hết rồi, tôi đã nói ông nhiều lần rồi, tôi đã nói với ông rồi mà ông đâu có chịu nghe tôi đâu. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, bao nhiêu làm tầm cái đời tôi đất ơi, dồn hết vô đó rồi. Dở hụi, ông Phước trắng tay, số tiền tích góp cả đời người đổ cả vào đây. Không dừng lại ở đó, ông Phước còn đi với mượn thêm để chơi cho lớn. Giờ đây, người ta kéo nhau tới bắt nạt. Những gì có giá trị đều bị mang đi cầm cố. Bắt đầu chán nản, ông Phước tìm đến rượu để giải sầu. Rượu của tao đi. Dậy là hết rồi. Tiêu đó rồi, đúng rồi. Bà đó đâu? Trời ơi là trời, tối ngày sáng xỉn chiều tay ông nghe phải. Một năm qua không ngày nào là ông Phước không say. Mỗi lần say ông bắt đầu mắng vợ, chửi con. Mỗi lần say ông lại dở thói côn đồ. Ông dùng chân tay để nói chuyện với vợ. Mỗi lần như thế, bà Tám chỉ biết khóc lóc van xin. Chưa bao giờ bà kháng cự lại chồng. Kể từ ngày vỡ hụi, gánh nặng gia đình đặt cả lên vai bà. Tới lấy hàng nhưng chủ dựa đi vắng nên bà về sớm. Vừa về đến nhà, đôi dép lạ đập vào mắt khiến bà không khỏi tò mò. Ông ơi! Ông ơi! Ông làm gì trong đó mà có ai vậy trời? Hả? Ông ơi! Ông! Trời ơi! Cho ông uống đi, ông nói cho tôi nghe coi. Tại sao ông uống rượu chè? Ông kể à, tôi về chưa đủ, sao ông đựng gái vô nhà? Cái gì? Ông làm gì? Ông giết tôi chết đi! Tại sao ông không làm vậy? Tôi đọc tôi cái gì? Sao vậy? Không làm vậy hả? Đến nước này thì bà Tám không thể kìm nén được nữa rồi. Những lời trách móc của bà đã bị ông đáp trả ngay bằng trận đòn roi. Và rồi bà chỉ biết khóc than qua điện thoại cho đứa con trai đang đi làm ăn. Mới sáng sớm, ông Phước đã say. Giống như mọi ngày, ông bắt đầu chửi. Bà Tám cứ giả vờ làm ngơ, bỏ ngoài tai những lời mắng chửi. Không thấy vợ phản ứng gì, ông bắt đầu lao tới kiếm chuyện. Anh chưa? Có tiền em mua rượu. Ủa tiền đâu để mua rượu? Tiền đâu à? Ngày nào ông cũng nhậu đi chơi gì ông? Tôi đâu có tiền đâu đưa cho ông. Không có tiền là không, là không có tiền là sao? Tại mà ông không cài đủ lắm. Ông lại ảo ơi. Bữa cúng cậu con trai làm trên thành phố về. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Phi nhìn thấy cảnh tượng này. Cơn tức giận đang bùng cháy trong anh. Phi muốn lao vào phía người cha, nhưng mẹ anh đã kịp thời ngăn cản lại. Nhìn thấy mẹ khóc, Phi như mềm lòng. Chiều hôm, khi nghe thấy mẹ khóc trong điện thoại, Phi đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, anh quyết định xin nghỉ phép 2 ngày để về quê. Má, má lên Sài Gòn má ở với con đi. Không được đâu con ơi. Đó, con thấy ổng không? Sáng chỉ chiều sai sao má đi cho đành đi. Không có được đâu con ơi, má không có đi được đâu. Nhưng mà con đi làm, mà má ở dưới đây á, bị ba đánh đập suốt ngày con không yên tâm. Trời ơi, con yên tâm đi, má chịu đựng được. Chứ giờ dù sao nữa cũng tình nghĩa vợ chồng. Đó, như vậy giờ má đi một cái nè, ai lo cơm nước cho ba con. Rồi á, ổng chết ở đây rồi làm sao. Trời ơi, nói gì chứ nói với má lo lắm con ơi, má không nỡ đi đâu con ơi. Má nói là má chịu đựng được. Chiều con bắt xe đi về trển. Rồi... tại vì con xin phép có 2 ngày à má. Con đừng có để tâm gì hết, nghe chưa? Dạ. Nghe lời má đó nha. Má đi ha. Quyết định của bà Tám khiến cho Phi cảm thấy buồn và lo lắng. Về phía ông Phước, ông vẫn như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Ông lại uống và lại chửi. Lần này, ông chửi cả thằng con trai duy nhất của mình. Mày, chồng cái đồ con mê mày. Phi vốn là người tình cảm. Trong nhà, Phi hay tâm sự với mẹ. Mẹ không đi, mà Phi thì không thể ở nhà mãi được. Anh phải đi, đi để kiếm tiền. Còn với người cha, có lẽ rượu bây giờ là nhất. Rượu và nhân tình đã thay thế vị trí của mẹ con anh. Nghịch tự gì đâu không ạ. Không muốn làm được cái gì. Chị có biết là lêu lồng, chơi bời, ăn hại, giống như cái con mẹ mày thôi. Ha? Quên mẹ. Thưa ba, con đi. Đi! Mày đi khỏi nhà này đi. Cút khỏi nhà tao đi. Mày á, cũng như là con mẹ mày á. Đi! Câu chửi của ông Phước trong hoàn cảnh này đã khiến Phi phải suy nghĩ lại. Cơn tức giận đang trỗi dậy trong con người Phi, và nó sẽ khiến cho người ta có những hành động khó lường. Cút đi! Cút! Cái mẹ mày là một thứ à! Đi! Đi đi! Cút đi! Ông Phước vẫn chẳng hề bận tâm về cậu con trai. Ông tiếp tục chửi, thậm chí chửi cay nghiệt hơn. Trong lúc tức giận đang ngự trị não bộ, Phi đã trói và mình lại. Mày giết tao hả? Mày đừng mất dậy hả? Tao là tao mất dậy hả? Ba nằm đây đi. Thôi á, mọi người mở chối cho bà. Tao mất dậy, tao mới chạy được hết. Ông sẽ giết mẹ mày. Thằng mất điên. Biết và mình đã ngưng thở, Phi bắt đầu thấy lo lắng. Phi biết hành động của mình sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Phi bắt đầu thấy sợ. Anh tìm cách để phi tan. Tội đang là suy nghĩ duy nhất trong đầu Phi. Suy nghĩ này đang sai khiến những hành động của anh. Những bước chân nặng nề đang đưa Phi sang phía bên kia của lằn ranh. Đó là phạm pháp, là vi phạm đạo đức của một con người. Tình mẫu tử đã trỗi dậy, khiến người con, người đã tước đi mạng sống của cha, phải suy nghĩ lại. Phi dẫn quyết định phi tan xác để trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật. Phi mang bao đựng này lên dứt ở gần khu vực hầm chui Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Một tử thi nằm bên vệ đường đựng trong túi đựng trái cây đã được cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân. Ngày 23 tháng 10 năm 2014, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tìm được thủ phạm. Đặng Hùng Phi giết cha là Đặng Văn Phước. Tại cơ quan điều tra, Phi đã nhanh chóng thừa nhận hành vi gây án của mình. Một gia đình cùng một lúc đã mất đi hai người thân. Đây là sự mất mát quá lớn. Giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt của người vợ, người mẹ đã nhuốm màu thời gian. Nếu như ngày ấy, những mâu thuẫn được tháo gỡ ngay từ đầu, thì hậu quả sẽ không như ngày hôm nay. Quay trở lại của hơn một năm về trước, khi mà ông Phước bị vợ hụi. Bà tám bê hụi hả? Có phải không? Ai nói? Thật hả? Vậy là tan hết rồi, tiêu hết rồi. Trời ơi, ôi trời. Còn với bà Tám là người vợ, người mẹ, người phụ nữ trong gia đình đã sai khi chọn cách chịu đựng. Chính sự chịu đựng đó đã vô tình tạo áp lực lên chính đứa con của mình. Với người con trai, nếu như anh không thực hiện những hành động trong lúc tức giận, thì mọi chuyện đã khác. Và khi đã dướng vào lằn ranh của phạm pháp, đừng cố chạy thoát. để những sai lầm nối tiếp sai lầm không còn xảy ra thì chính bản thân mỗi người chúng ta đừng ép người khác vào bước đường cùng. Bởi vì khi bản năng lớn át lý trí sẽ khiến cho con người có những hành động không đúng, thậm chí là gây nguy hiểm. Và ranh giới giữa thiện và ác rất mong manh. Nếu như chúng ta không cẩn trọng, vô tình chúng ta sẽ đẩy một ai đó vào vòng lao lý.